Nguyễn Hiền xin mến chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe trên kênh nghe đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Nguyễn Hiền xin gửi tới quý vị khán thính giả chuyện ngắn Đợi đò của tác giả Đặng Tú. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu luôn ở đâu đó quanh ta mà ta chẳng hay. Hai người ở gần nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, đến khi nhận ra ta không thể sống thiếu người kia tức là ta đã yêu rồi đấy nội dung câu chuyện hôm nay kể về một tình yêu như thế xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe và sau khi nghe xong câu chuyện quý vị đừng quên ủng hộ nguyễn hiền cùng ekip đình tùng voi bằng cách like chia sẻ hoặc nhấn vào nút đăng ký kênh nguyễn hiền xin cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay sau đây là đợi đò của tác giả đặng tú qua giọng đọc nguyễn hiền Trẻ con khóc vì muốn có được thứ mình cần. Người lớn khóc khi mất đi thứ mình muốn. Chi, anh xin lỗi đã không nhận ra tình cảm của em. Xin lỗi em. Anh chấp nhận để em đến phương trời mới. Tha thứ cho anh. 6 tháng trước chi ta biết ta không thể sống lâu được con hãy cùng phong kết hôn đời này ngoài vợ ra ta chỉ tin tưởng mình con cha con là con gái nuôi của người anh phong là con trai của cha con luôn coi anh ấy như là anh trai ruột của mình vậy công ơn cha mẹ nhận nuôi con đời này con không thể trả hết được anh phong cũng có chị nhi rồi ở công ty ai cũng biết cha đừng ép con vậy chi hãy coi đây là tâm nguyện cuối cùng của ta để ta được yên tâm mà nhắm mắt coi như ta xin con và thế là tôi đồng ý tôi đồng ý xen vào cuộc tình mà người thua chắc chắn là tôi hóa ra trong tình yêu không có chuyện phải trái đúng sai người không được yêu mới chính là người thứ ba là người thứ ba của người thứ ba Tôi và anh lớn lên từ nhỏ bên nhau. Tôi được bố mẹ anh nhận nuôi. Chúng tôi không chung huyết thống. Với tôi, anh không đơn thuần, chỉ là người anh trai. Anh là người tôi thương thầm từ khi tôi mới biết rung động lần đầu. Những cảm xúc đẹp đẽ của thở còn ngay dài. Anh đẹp trai, đôi mắt đen đầy uy lực mà cuốn hút. Chiều cao 1m85. Anh cao hơn tôi cả một cái đầu, Lúc nào tôi cũng thích được anh vỗ về. Không chỉ riêng mình tôi mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn ngã vào lòng anh. Ngày bé chúng tôi học chung trường, anh là nam thần của trường, tụi lớp tôi ai cũng ghen tị vì có anh trai như phong. Nhưng tình cảm vốn dĩ chẳng thể nào nói trước được. Tình cảm tôi dành cho anh hơn cả mức anh thương tôi. Hàng đêm Tôi vẫn thường khắc tên anh trong những trang nhật ký, bởi anh có người thương là chị Nhi, hoa khôi của trường. Anh luôn ân cần, luôn dành cho thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Thế nhưng, sự ân cần đó dần biến mất, thay vào đó là sự ghẻ lạnh và hắt hủi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ mới diễn ra được 6 tháng, thế nhưng tôi thấy bí bách và ngột ngạt vô cùng. Anh không yêu tôi bà vợ trên danh nghĩa, ngày đêm vẫn lẻ bóng chờ anh về và anh chưa một lần đụng vào tôi. Anh ghét tôi, anh nghĩ tôi dùng thuốc xuân dược ép anh lên giường, ép anh chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng sự thật đâu phải như thế. Cha nuôi muốn tôi và anh kết hôn nên ép tôi hạ xuân dược, giả vờ anh và tôi phát sinh quan hệ trong lúc say. Anh vì tôi, vì thanh danh của nhà họ Hoàng, lấy tôi về làm vợ. Nhưng tim anh để bên chị ấy mất rồi Bởi chính tôi khiến anh ấy không được bên cạnh người mình yêu Chính tôi biến anh thành kẻ phụ tình Hoàng Đình Phong Suốt đời này em yêu anh Nhưng cũng hận anh Đêm tân hôn Tôi lật đật cởi chiếc váy nặng nề Cả ngày đi giày cao gót Khiến chân tôi sưng rộp Đau rát và nhức chân Căn phòng rộng của anh Giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận mà ở lại rồi Nhưng lòng tôi chẳng vui như tôi vẫn nghĩ Nhiều năm trước tôi thường vẫn vơ nghĩ Nếu sau này làm vợ anh Chắc hẳn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời Kỳ thực tôi sẽ hạnh phúc nếu anh tự nguyện kết hôn Tự nguyện cùng tôi ký vào tờ hôn thú Kỳ thực anh làm vì cha anh Vì hai chữ trách nhiệm mà thôi Tôi luôn coi em là em gái của mình Tôi và em ký hợp đồng 2 năm. Em và tôi là vợ chồng. Cha cũng bệnh nặng, không sống được lâu. Ông mất, tôi sẽ trả lại tự do cho em. Trong thời gian này, em yêu ai, hay ở cạnh ai tôi không quản. Miễn kín miệng, tôi không thể bỏ mặc Nhi được, em biết mà. Sau này hợp đồng kết thúc, tôi và em vẫn là anh trai, em gái. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì câu nói của anh vẫn luôn hiện hữu trong đầu của tôi vốn tưởng rằng hai năm không dài cũng không ngắn chúng tôi có thể vun đắp tình cảm mà cùng nhau xóa bỏ hợp đồng kia nhưng suy cho cùng khó hiểu nhất vẫn là tình yêu nơi sâu thẳm nhất vẫn là lòng người có những thứ vốn dĩ đã sai ngay từ vạch xuất phát nên dù có đi con đường nào sai vẫn hoàn sai Cả đêm tân hôn, nghe nói chị Nhi dọa tự tử, tử. Chị ta cũng có thai với anh nữa. Anh liền chạy đến chẳng màng tôi ở nhà, cũng đau đớn vô cùng. Có lẽ tôi phải tập quen dần thôi. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty sớm, đi làm đúng giờ. Tôi và anh làm chung công ty. Nhiều năm trước vì muốn tôi giúp gia đình, bà nuôi bảo tôi về công ty làm. Chà, cô dâu mới chăm chỉ quá không đi tuần trăng mật à chi? Dạ thôi, chồng em bận, còn nhiều việc nên chưa đi được ạ. À? Nay em có quà cưới cho mọi người nha, bao trà sữa luôn nhé. Ôi, phu nhân này trời lớn quá nha. Thôi, tới giờ làm việc, chủ tịch tới rồi, mọi người mau mau về phòng làm, kẻo lại bị phạt bây giờ. Anh bước vào cùng chị Nhi, hai người yêu nhau từ cấp 3. Ra trường chị Nhi làm thư ký riêng của anh tiếng dài lục cột khiến tôi sợ hãi không dám nhìn đối diện anh. vẻ mặt chị ta nhìn tôi toát lên ý cười. chắc chị ta cười trên sự mỉa mai về cuộc hôn nhân của tôi. nụ cười của kẻ chiến thắng khi mà đêm tân hôn chị ta ngang nhiên gọi chồng tôi qua đó. cũng không trách chị ta được. dẫu tôi là vợ chính thức nhưng tôi không là gì với anh phong cả. anh nhìn tôi, tôi không dám ngước nhìn, tôi thấy sợ anh sợ cả những cảnh tình cảm anh dành cho chị nhi chưa bao giờ anh làm vậy với tôi cả họ lúc nào cũng đi song song với nhau xứng đôi vừa lứa còn tôi trong cuộc tình này tôi là người thứ ba bởi anh không yêu tôi tờ giấy kết hôn chỉ có nghĩa trên mặt pháp luật trong tim anh người đó mãi chẳng phải là tôi vẫn mãi là cô bé năm nào chờ đợi anh trong vô vọng Chị, chủ tịch cho gọi em kia, là chị Nhi. Tôi lững thững bước vào thang máy. Này em đi làm sớm quá, trả bù cho chị. Hôm qua anh ấy say mà hành chị cả đêm, làm muộn mấy tiếng lận, hại chị đi ăn sáng cũng vội vàng. Cảm ơn chị đã chăm sóc chồng em đêm qua, vất vả cho chị rồi. Hôm qua là do em sơ suất nên khiến chị mệt để lần sau em gọi mấy em xinh tươi đến phụ chị phục vụ chồng em nhé. Không làm tôi tức, chị ta hậm hực nghiến răng. Tôi hạ hê lắm vì chị ta còn non lắm. Tôi che giấu cảm xúc rất giỏi. Thương anh suốt 7 năm, anh còn không biết. Giảm bà cái tức tối này chỉ là mũi thôi. Anh gọi em có chuyện gì không? Tối ông nội hẹn tôi và em qua nhà dùng bữa tối. Nay về sớm, Tan làm tôi đón em. Vâng, em biết rồi. Chi này, anh xin lỗi, hôm qua bỏ em một mình. Tại công ty có việc gấp, lần sau anh sẽ không vậy nữa. Tôi im lặng không đáp. Chắc công ty của anh cao 1m60, nặng 50kg rồi. Tôi cóc cần. Tôi cứ thế đi thẳng về chỗ làm, tâm hồn lơ đãng mà hậm hực. Tôi cũng biết ghen mà. Chiều anh đón tôi, chiếc xe Maybach đen đi nhanh trên đường. Suốt chặng đường, anh và tôi chẳng nói lời nào. Trước đây, mỗi lần đi cùng anh, tôi lại tiếu tít mà kể chuyện. Hôm nay ai đi làm muộn, bị phạt những gì và mách lẹo anh những điều mà mọi người hay nói xấu. Vậy mà chỉ sau thời gian ngắn, tôi và anh như người xa lạ. Đến nơi, anh vẫn ga lăng, mở cửa xe cho tôi. Phong và Chi tới rồi, cuối cùng thì chúng con cũng tới. Ta chở các con đã lâu rồi. Con chào ông. Con có mua ít xâm. Con đưa cô hai giúp việc cất đi rồi. Ông nhớ lấy ra dùng sớm nhé. <laughs> Ta còn khỏe lắm. Còn chờ chất nữa chứ. Nói đến sinh con, nụ cười tôi gượng gạo. Anh còn chưa đụng vào tôi. Sao mà sinh con được? Có lẽ ông cũng mong ngóng. Thôi thì nếu ông ép quá, tôi sẽ bảo tôi bị vô sinh vậy là quá hoàn hảo dùng bữa xong chúng tôi về nhà riêng tôi tưởng anh lại qua chỗ chị nhi anh đưa em về đến cổng là được rồi em tự vào được tối rồi anh muốn nghỉ ngơi đừng gây sự nữa em đừng nghĩ lúc nào anh cũng ra ngoài ở có lúc anh vẫn về nhà đây là nhà của chúng ta <laughs> tôi thầm nghĩ nhà của chúng ta ừ, cũng đúng nhà chung nhưng lâu lâu anh về thôi cũng được ít ra tôi cũng không khó xử thôi thì chờ hai năm cho quỹ đạo xưa quay trở lại để tôi lại tiếp tục thương thầm anh vậy ấy vậy nghĩ đơn giản là vậy nhưng suy cho cùng suốt hai năm đó thì ra chớp mắt là qua đi có những chuyện vĩnh viễn không quay trở lại và có cả những mối quan hệ chẳng thể nào cứu vãn tôi và anh về đến nhà cũng là 11 giờ 30 ngủ chung giường nhưng không chung chăn gối. Thì ra, cũng là một loại trải nghiệm khá thú vị. Tôi không dám thở mạnh, không dám xoay ngang, sợ anh thức giấc. Tôi tì hí nhìn anh đang cầm điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Có lẽ chị Nhi giận anh vì nay không tới. Tự dưng tôi thấy thương chị ta. Tại tôi mà chị ta không được bên anh Phong nhưng chị cho tôi mượn 2 năm thôi, rồi tôi sẽ trả lại cho chị. Có những mối tình biết rõ kết quả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào yêu. Tôi biết anh mãi mãi chưa bao giờ nhìn về phía tôi. Tôi chỉ xin 2 năm thôi là tôi mãn nguyện, cả đời không hối tiếc. Hôm sau, công ty tôi có chuyến team building. Cả công ty đi dã ngoại một hôm ở vườn quốc gia Ba Vì. Mọi người đều đi xe máy cả, từ nội thành ra cũng chỉ hai tiếng. Chỉ có anh là đi ô tô và chắc chắn đi cùng tôi không phải là anh. Tôi đi cùng anh Hải cùng phòng hành chính. Đi cùng người mình yêu, nơi nào cũng là đích đến. Chặng đường đi cùng người mình thương, chặng nào cũng là điểm dừng chân của hạnh phúc. Nay trời không nắng gắt, anh và chị Nhi tới trước chúng tôi vì đi xe máy nên mọi người hẹn nhau ở cổng vườn quốc gia. Đến nơi mua vé xong, tôi thấy anh đang lau mồ hôi cho chị Nhi. Đưa vé cho anh, chị ta ỏng ẻo. Anh, sao lại bỏ mặc Chi vậy? Đi xe máy nắng chết, về anh cho Chi đi cùng mình nhé. Anh nhìn tôi, tôi im lặng không đáp. Tôi khỏe lắm, uống nước trà xanh lúc đói còn không say. Dằm bà cái nắng này, say sao được? cảm ơn ý tốt của chị anh hải đi thôi anh anh hải đến tôi ôm eo anh chiếc xe mô tô lao vun vút trên những cung đường mà không để ý gương mặt của ai kia cũng có chút đen kịt lại vô thức nhăn mày và nắm chặt tay mùa này hoa giã quỳ nở rất nhiều vàng óng luôn ánh nắng chan hòa làm những bông hoa như bừng sáng nơi đây khí hậu mát mẻ như đà lạt giữa lòng hà nội vậy tôi căng ngực hít một hơi thật sâu thật sâu thật là thoải mái đã bao lâu rồi tâm trạng của tôi chưa được thư thái như vậy sáng nay anh có đề nghị tôi đi cùng xe vì dù sao tôi và anh cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận thế nhưng tôi vốn không thích đi chung xe với tình địch của mình nên tôi đi cùng anh hải người thương thầm tôi từ lúc tôi mới đến công ty thực ra với tôi tôi luôn quý anh như người bạn nhưng mà anh dẫu biết vậy Dẫu tôi đã từ chối Nhưng hình như anh luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi Chúng tôi đi xe máy Nên lượn lờ hết ngóc ngách Check in trên từng cung đường nhỏ Chốc chốc có những đoạn cua có gương cầu lồi Tất cả cùng chụp lại selfie Chỉ có ai kia đi ô tô Nên có rất ít ảnh Cũng đúng thôi Chị Nhi đi có đoạn mà xe, xe lắm Cứ bắt chồng tôi chăm hoài Suy cho cùng, đúng là tôi yêu Phong là thật, yêu bằng cả trái tim, nhưng vốn dĩ tôi che đậy suốt 7 năm rồi, giấu thêm 2 năm cũng chẳng hề hấn gì. Tôi luôn tỏ ra bất cần, dửng dưng trước những lời nói của anh, nhưng trong thâm tâm tôi cũng rất khó chịu. Chẳng nhẽ để tình nhân nhỏ của anh chịu thiệt 2 năm cũng khó lắm hay sao? Lúc nào cũng luôn diễn tình cảm trước mặt tôi. Dù sao thì tôi không phải người mang khuynh hướng yếu đuối. Dù đau buồn hay ghen, tôi vẫn luôn giữ sự bình lặng như nước mùa thu. Cả đám cùng check in. Chị Lan phòng tôi rủ xếp vào chụp ảnh cùng để làm kỷ niệm. Tôi chỉ lặng nhìn anh, bởi xưa nay anh luôn cho rằng đó là trò trẻ con. Lúc trước, khi còn học cấp 2, mỗi lần đi chơi chụp ảnh, anh đều bảo anh không thích. Chỉ có trẻ con mới chụp ấy vậy mà hôm nay anh trả lời dứt khoát có mọi người đứng xếp hàng gọn gàng chúng ta chụp một ảnh về treo ở sảnh công ty chi lên đây đứng cùng tôi hôm nay anh mặc áo phông trắng cùng quần âu thẳng tắp từ khi lấy anh tôi vẫn luôn cố gắng làm người vợ thật tốt chỉ cần về nhà tôi không màng anh đã vui vẻ hay thân mật với ai hạnh phúc như thế nào khi ở bên ngoài anh ôm eo tôi, cả hai cùng mặc áo trắng, sự ngẫu nhiên nhưng lại trùng hợp đến kỳ lạ. Lần đầu được anh tiếp xúc thân mật, trong lòng tôi như gào thét, sự hồi hộp khiến nụ cười của tôi trở nên cứng ngắc. Chụp ảnh xong, ai cũng tươi như hoa, chỉ có chị Nhi đôi mắt cụp xuống như chịu ủy khuất lắm. Tôi mắt nhắm mắt mở, mặc kệ chị ta và chồng tôi khi lên giường nồng nhiệt ra sao, ấy vậy mà nơi đông người chị ta vẫn muốn lấy hết sự tôn nghiêm của người vợ chính thức như tôi anh chắc không đành lòng nhìn chị ta khóc có lẽ chị ta ấm ức vì người yêu của mình đi chụp ảnh thân mật với vợ thật nực cười thật chua chát thì ra anh ôm tôi chỉ là lấy hình thức thôi sao vậy mà có lúc tôi thực sự nghĩ anh có chút tình cảm đặc biệt với tôi chi đến giờ chơi trò chơi rồi em gọi mọi người ra rừng thông tập hợp và chơi trò chơi nhé. Chị Lan trưởng phòng nhắc nhở. Khi đã đông đủ rồi, chị Lan nhiệm vụ là MC và người quản trò sẽ thông báo luật chơi. Trò chơi sẽ chia làm 3 phần. Phần 1 là nhảy bao bố, phần 2 là làm vỡ bóng nước và phần cuối cùng là ăn táo đôi. Yêu cầu đó là phải chọn bạn chơi cùng mình. Mỗi đội sẽ cùng một nam một nữ. Đội nào thắng sẽ nhận được phần thưởng là 5 triệu đồng tiền mặt và cặp cúp vô địch. Nào, bây giờ các đội hãy cùng nhau tìm bạn đồng hành đi ạ. Tôi không chọn chồng mình để chơi cùng bởi anh có chị Nhi rồi. Tất nhiên là anh Hải sẽ đồng hành cùng tôi rồi. Anh Hải quyết tâm lên, ngần ý bằng cả tháng tăng ca đó. Chiến thắng em sẽ chia anh ba phần, em lấy hai phần nhé. Phong đứng gần tôi, thấy tôi hào hứng vậy, buông câu mà tụt hết cả cảm xúc chỉ có trẻ con mới chơi mấy trò này vậy sếp có chơi không sếp team building mà không có sếp tham gia thì vô nghĩa lắm chị lan mong mọi người tham gia đông đủ nên bảo anh phong vậy tôi biết chắc anh sẽ không tham gia vừa rồi anh nói là cho trẻ con không phải sao anh mà chơi mấy trò ấu trĩ này chắc tôi đau tìm luôn quá tôi có có người bảo cả tháng tăng ca không bằng phần thưởng tôi phải chơi còn gỡ lại chứ tôi đâu có lương như ai kia. Xì, anh lại nói miệng mai tôi. Mọi người chọn bạn đồng hành xong thì nhanh chóng vào đội hình để bắt đầu phần thi thứ nhất, nhảy bao bố. Tôi và anh Hải cùng đứng trong một cái tải siêu to, cùng nhau nhảy sao cho không bị té. Vì để hạn chế vấp ngã, chúng tôi có ý tưởng là tôi đứng trước, anh Hải sẽ ôm eo tôi đằng sau. Tuy nhiên, phải đếm nhịp đúng rồi nhảy, thay vì nhảy vô tội vạ và cả hai sẽ không đứng ngang hạng nhau bàn bạc xong xuôi chiến thuật tôi và anh hải hăng hái trở lệnh xuất phát anh phong và chị nhi là một đội cơ mặt anh không giãn xíu nào nhìn qua còn có chút cau mày có lẽ anh bị ép chơi nhìn chồng mình bên người phụ nữ khác tôi tự nhủ đường tình em thua nhưng đường đua thì em chấp hết cuộc đua tiếp tục Chúng tôi ai cũng háo hức, chỉ còn một bước nhảy nữa thôi là tôi đã đến đích rồi. Không ai bảo ai, tôi cùng anh Hải nhảy một bước thật dài và kết quả đội tôi đã chiến thắng. Ấy vậy mà, ùm, cả tôi và anh Hải do dùng lực mạnh không giữ được thăng bằng cho nên cả hai cùng đổ dạp ra phía trước. Anh Hải nằm đè lên người tôi, chỉ thiếu chút nữa là môi chạm môi. Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt lệch sang một bên. Thấy cảnh nóng, cả công ty ồ lên một tiếng. Tình cảnh mất mặt ấy khiến anh Phong cũng thấy. Chúng tôi nhanh chóng thoát ra chiếc bao và đứng nghiêm túc lại, che đi không khí hưởng gạo vừa rồi. Em có sao không chi? Anh xin lỗi, tại anh mong về đích quá. Em không sao, chuẩn bị hiệp hai thôi anh. Phía sau vẫn còn vài đội chưa về đích. Anh Phong thấy có người thắng cuộc, có lẽ không muốn tham gia nữa, bỏ chơi giữa chừng, bỏ lại chị Nhi ngơ ngác. "Kìa, anh Phong, đang vui mà anh, không thắng thì mình tham gia cho vui cũng được mà. Em thích thì đi mà tham gia, anh không chơi nữa." Anh bực bội đáp chị Nhi, đôi chân dài thẳng tắp rời đi không ngoảnh lại. Có lẽ anh sợ thua chăng, hay còn vì lý do nào khác. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy ánh mắt anh xẹt qua tôi vài giây, có cả giận dữ pha chút hờn ghen nhưng chỉ vài giây sau, đáy mắt anh lại tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. À. Phần thi tiếp theo là đội chơi sẽ có một người cõng, còn một người sẽ bị bịt mắt và bóp cho quả bóng đó nổ ra. Lần này anh Hải cõng tôi, mọi thứ đã sẵn sàng, bằng những gợi ý dễ hình dung. Chỉ trong vòng 5 phút, đội của tôi đã bóp được nhiều bóng nước nhất. Thắng rồi anh ơi, thắng rồi anh Hải ơi! Vừa nói, tôi vừa hò reo nhảy cẫng lên, không nhịn được niềm vui mà ôm anh Hải một cái. Kỳ thực, tôi không biết bản thân mình bị rất nhiều bóng nước rơi trúng, làm ướt hết chiếc áo trắng tinh khôi. Hành động nhảy cẫng lên vừa rồi có phải hơi vô duyên quá không? Khi mà vòng một căng tròn cùng chiếc áo lót đen kia như thoát ẩn thoát hiện. Tôi vội vàng trở lại tư thế nghiêm trang như ban đầu. Em xin lỗi, tại em vui quá thôi còn một phần nữa cô nương ạ à. cố lên hai phần thắng rồi còn đúng một phần nữa thôi nhất định giành được phần thưởng sẽ bao em một bữa xin bình mà em thích nhé nhất trí tôi vừa nói vừa cười vô tư không lo nghĩ không hay biết rằng ở phía xa xa có người tay nắm chặt lại vào nhau đôi lông mày không có phút nào giãn ra gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút ấy cứ dõi theo khuôn mặt ngây thơ từ lúc nào không hay. Phần này là phần thi cuối cùng, cũng là phần thi quan trọng nhất. Ăn táo đôi, nghe tên là biết nội dung luôn. Vì các phần trước tôi đã là người chủ động, nên phần này anh Hải sẽ sung phong. Phần này cũng không phải quá khó, nhưng mà tư thế hơi mở ám, bởi giống như là hôn nhau ấy. Tôi chưa từng hôn ai, nên kinh nghiệm còn kém lắm. Các đội đã sẵn sàng chưa? 2 phút cho các ứng cử viên sáng giá của chúng ta hoàn thành phần thi cuối cùng. 3, 2, 1, bắt đầu! Và chúng tôi bắt đầu trên hành trình giành chiếc cúp vô địch. Chắc chắn người chiến thắng là chúng tôi rồi. Chỉ nghĩ vậy mà lòng tôi rộn ràng, cười không khép được miệng. Vậy là, tiền ơi, em là của chị đây rồi. Xiên bình ơi, chờ chị nha. Tôi có nhiệm vụ giữ thăng bằng anh Hải có nhiệm vụ ăn táo, nhìn từ xa giống như đang hôn nhau vậy. Trải qua 2 phút, đội tôi đã giành chiến thắng với thời gian nhanh nhất. Cuối cùng được đứng lên trao giải, cả phòng cùng chụp chung những bức ảnh kỷ niệm mà không biết ở phía xa, gương mặt ai kia đã lâu lắm rồi không nở nụ cười. Kết thúc trò chơi, chúng tôi rủ cả phòng đi ăn buffet viên chiên. Sếp có đi ăn mừng không? Chi và Hải bao sếp ạ. À? Tôi nghĩ anh ta không bao giờ đi Bởi hồi còn học đại học Mấy lần rủ anh đi Anh đều nói không tốt cho sức khỏe Hay đau bụng đừng có ăn linh tinh Ấy vậy mà tôi vẫn trốn anh đi ăn một bữa Và kết quả là ngộ độc Nằm viện mất 2 ngày Dẫu bị như vậy Nhưng tôi vẫn không chừa hàm vui với mấy cô bạn Nên lần nào cũng bị anh mắng Một chút ký ức vụn vặt Khiến tâm hồn lơ đãng của tôi Rơi vào trầm tư kỳ thực có những chuyện biết trước không có kết quả vậy mà sao vẫn cứ làm tình yêu là gì mà khiến con người ta cố chấp đến vậy làm những điều thật điên rồ yêu điên cuồng hương bất chấp cuối cùng đường ai nấy đi phong không nói không rằng vừa đi vừa kéo tay tôi ra bãi đỗ xe mọi người đi trước đi ạ em với anh hải đi sau anh hải nhất định chờ em nhé em sẽ quay lại ngay tôi ngoảnh lại dặn dò anh hải dù hôm nay anh ta có dùng chiêu nào nhất định bà đây phải đi bằng được anh bỏ ra được rồi anh đang làm em đau tay đó đừng có tỏ vẻ vợ chồng hạnh phúc anh lôi kéo cái gì em được lắm nếu em đi cùng thằng hải về tôi sẽ bảo với mẹ là em đi chơi với trai ơ ừ, anh tưởng mình anh biết mách lẻo hả anh đừng quên những lần anh trốn nhà đi ba ai là người mách cho mẹ biết cái mỏ của anh ấy làm sao đáng tin bằng em được mẹ bảo không thích anh có bất cứ quan hệ nào với chị nhi anh cứ nói xem không chắc chị nhi có ở lại được công ty đâu em chơi cả ngày rồi chưa chán hay sao đi về nhà đừng có được bố mẹ chống lưng mà làm càn tôi là chồng em đó em còn ôm ấp thằng hải trước mặt tôi nữa em coi tôi là bù nhìn hay sao vừa nói anh gằn từng từ từng chữ vào mặt tôi nhưng tôi vốn lì lắm chính miệng anh nói trong hai năm em yêu ai anh không quản em cũng không quan tâm anh yêu ai anh thân mật trước chị nhi thì được còn em đâu có gì quá giới hạn đâu tình bạn của bọn em là trong sáng nhưng em phải giữ cho tôi chút lòng tự tôn nói tóm lại em phải về đi nếu em không về đừng có trách tôi anh chồng hờ ơi em phải chuẩn bị cho tình yêu của em chứ sau khi ly hôn em cũng nên kiếm một tấm chồng, tìm trước hai năm cũng không tệ, thế nhé. em đi đây, tạm biệt. thật là tức chết mà. anh ta đi đâu cũng được, lúc nào cũng kẻ kè với bà Nhi. tôi và anh Hải đúng là có chút tình cảm với nhau, nhưng tôi vốn chỉ quan tâm anh như một người bạn thân thôi mà. 11 giờ 30, trong nhà tối om, chỉ có những ánh đèn đường hắt vào, không gian yên tĩnh lạ thường thỉnh thoảng một vài chiếc xe máy đi qua. Tôi gión rén cất dép, sau đó nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông thọ của mình. Vì về muộn nên tôi nghĩ anh đã ngủ rồi. Và lại thường ngày anh hay ngủ phòng làm việc, cho nên tôi chỉ sợ anh dậy giữa chừng. Bước vào phòng, tôi bật chiếc đèn ngủ mờ mờ, lấy tạm chiếc váy ngủ. Vì trời tối cho nên tôi không nhìn rõ váy màu gì. Có đồ mặc là may lắm rồi. Cả ngày ra ngoài chưa được tắm, rất khó chịu. Vừa tắm tôi vừa ngân nga vài câu hát, thật là sảng khoái. Có lẽ giờ này chắc anh đã ngủ được mấy giấc rồi, mà có khi anh cũng không có nhà. Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Chiếc chăn từ sáng được tôi gấp gọn gàng, này bỗng cộm lên một chút. Có lẽ sáng tôi quên không bỏ gối ôm. Không nghĩ nhiều, quay lưng nằm xuống và nhắm mắt bỗng mùi hơi thở nóng ấm phả ra từ sau lưng mùi gỗ thoang thoảng tôi biết là anh chỉ vừa chợp mắt được một cái linh cảm có chuyện chẳng lành tôi bật dậy bỗng cánh tay anh ôm chặt eo tôi đằng sau kéo chặt hai tay lên đỉnh đầu hai chân anh kẹp lấy đôi chân thon thả của tôi khiến chiếc váy vốn đã ngắn nay lại càng thiếu vải hơn chà cô con gái rượu của mẹ tôi hôm nay đi bay lắc 12 giờ mới về. Để xem mẹ sẽ mắng như thế nào khi biết em đi với thằng Hải. Bỏ chồng em một mình đi về nhỉ? Thì sao? Anh đi em cũng đâu cấm anh. Anh Hải trẻ, mai này giống vẫn tốt. Ít ra hai năm sau, lúc đó em có con, vẫn xinh đẹp và thông minh. Ai già như anh, vừa già vừa khó ưa, lại còn trăng hoa nữa. Con anh và chị Nhi sinh ra sẽ xấu tính y như anh vậy em nói tôi già tôi sẽ cho em biết thế nào là già để xem giữa tôi và nó ai khỏe hơn ai làm em sướng hơn cái mỏ này cũng được cưng chiều quá rồi chắc tôi phải dạy dỗ lại em hai chân anh ghì chặt tôi tấm thân rộng lớn nằm phủ lên khiến tôi không di chuyển và nhúc nhích được càng dãy ruộng anh càng ôm chặt hơn khiến tôi không thể nào thoát ra được sáng nay đôi môi này chỉ thiếu một cm nữa thôi là em hôn nó rồi nói rồi anh hung hăng gặm nhấm đôi môi tôi khiến tôi mất hết sức lực mà chống cự nhưng phút cuối cùng lý trí đã khiến tôi tỉnh lại anh cũng từng làm vậy với chị nhi không muốn tôi không muốn mình làm vậy sẽ có lỗi với chồng tương lai anh bỏ em ra anh nói sẽ không động vào em mà sau này nếu em không còn chồng em sẽ trách em vừa nói tôi vừa ấm ức khóc Đôi tay anh chật khựng lại, đôi mắt chim ưng nhìn tôi mà cau mày. Giờ tôi là chồng của em, vậy mà em vẫn nghĩ đến thằng khác. Em yên tâm, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu em gái của mình. Nhưng có lẽ tôi sai rồi. Trải nghiệm ngủ với cô em gái mà mình yêu chiều từ nhỏ cũng rất thú vị. Dù sao thì để tôi dùng thử 2 năm, sau đó tôi sẽ trả lại cho chồng em. Coi như là công tôi bảo vệ, chiều chuộng em từ nhỏ đi anh bỉ ổi lời nói đó mà anh cũng nói được hay sao bỗng tiếng chuông điện thoại reo là chị nhi gọi anh phong em đau bụng quá anh có thể qua đây với em được không tôi chạy nhanh chóng ra ngoài chắc có lẽ anh lại qua chỗ chị nhi rồi tiếng xe xa dần lại một lần nữa anh để tôi một mình đáng lẽ tôi nên vui mới phải bởi suýt nữa bị sói ăn thịt rồi Vậy sau này tôi sẽ có lỗi với chồng tương lai lắm. Sáng hôm sau, tự tôi đi xe đến công ty. Do chưa biết lái xe nên tôi thường hay đi xe buýt vì đến công ty cũng không quá xa. Vừa tới cổng, tôi đã thấy chị Nhi khoác tay anh Phong rồi. Anh vẫn vậy, vẻ mặt lạnh lùng ấy đã khiến bao trái tim siêu lòng. Chồng của tôi đấy, anh đẹp trai, tuấn tú, nhưng anh không phải là của tôi. Dẫu cố ý tránh mặt, nhưng mà oan gia vốn dĩ ngõ hẹp. Thang máy giờ cao điểm nên tôi phải chờ chuyến sau. Ôi, chi à, này đi làm muộn vậy em. Hôm qua chị xin lỗi nhé, đau bụng nửa đêm, anh Phong có tới và ngủ lại chỗ chị. Hại em sáng nay đi làm muộn, thật xin lỗi em. Chị cũng đi làm muộn đấy thôi. Tại hôm qua, anh Phong chăm sóc chị chu đáo quá, làm chị ê ẩm hết cả người sáng lại còn bắt chị ăn hết bát cháo anh nấu nữa nên có chút muộn chị ta nói mà từng từ cứ ngân dài ra sao mà chua ngoa thế chứ anh vẫn vậy từng lời nói anh vốn chẳng để tâm chị ta khoác tay anh nhưng anh không phản kháng không tán thưởng vậy chị mệt thì nghỉ luôn đi tôi đi trước hôm qua kỳ thực là lạ nhà tôi không có ngủ được hôm qua tôi cũng bận rộn lắm Đâu có thời gian mà nghĩ chị được anh phong chăm sóc ra sao." Đôi mắt sâu của anh nhìn tôi một chút, sau đó lại thu về vô định như ban đầu. Tay xỏ túi quần, chị chú ý dở giấc, bộ vét anh mặc vẫn phẳng phiu như mọi ngày, chỉ có điều bộ này tôi chưa từng thấy, có lẽ là đồ anh để ở nhà chị Nhi. Thật là bực mình mà, mới sáng sớm đã gặp chị ta rồi. Chị ta muốn khẳng định gì chứ? Tôi là người thua cuộc hay sao? dù là hai ngày tôi cũng sẽ phải chứng minh cho chị ta thấy tôi không còn là con nhóc năm nào nhìn chị ta yêu đương với anh trai tôi nữa giờ người vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật công nhận là tôi còn anh phong anh tưởng mình anh có bà xã nhỏ chắc tôi cũng có để xem tối nay tôi đi tìm mấy tiểu thịt tươi cho anh ta biết tay chi chi nay đi làm sớm thế hôm qua bị mọi người chuốc say mà đi làm sớm nhất hội vừa nói, anh Hải vừa quàng vai như những người anh em. Bởi chúng tôi luôn coi nhau là những người bạn tốt. Em còn lâu nhé, tối nay đi tiếp đi anh, dù cả chị Lan nữa, em mời. Rồi rồi, nhớ nhé, làm cho xong công việc rồi cùng đi nhé, anh chờ. Đúng lúc đó, Phong có việc nên đi qua phòng làm việc của tôi. Hành động thân mật vừa rồi cũng bị anh thu lại hết. Cô Chi, đề nghị trong giờ làm việc tập trung. Lát nữa lên phòng tôi. Tôi có việc cần trao đổi. Sếp à, mọi hợp đồng tôi đưa lên cho chị Nhi rồi. Mọi vấn đề, sếp cứ gửi mail cho tôi là được. Sếp đừng mải chơi mà quên ký hợp đồng nhé. Em làm xong hết việc rồi, đừng có bắt bẻ em. Cô giỏi lắm. 30 phút nữa lên phòng, ban dự án mới, được chưa? Đừng để tôi nhắc lại. Đôi chân dài của anh thoăn thoát tiến về phía trước tôi không biết rồi anh sẽ bày trò gì nữa đây cốc cốc mời vào thấy tôi đến anh bảo chị nhi ra ngoài sao mà đi làm chị ta có thể thiếu vải đến vậy cơ chứ chiếc áo khoét sâu mỗi lần cúi xuống là cả hai trái đảo lộ ra chiếc váy thì ngắn cũn cỡn nhân viên ưu tú của anh thiếu lương hay sao mà mua đồ thiếu vải vậy có cần em nhờ công ty quyên góp không em không cần quan tâm gu của tôi là quyến rũ cô ấy mặc là vì tôi mà em quên sao à tôi ả à một tiếng thì ra là gu của anh là vậy sao người phụ nữ của anh phải mặc theo sở thích của anh có lẽ tôi cũng nên học hỏi rồi tôi không thích ăn mấy đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa quần áo lúc nào cũng kín như bưng em hiểu không càng nói anh càng dí đôi môi mọng đỏ vào mặt tôi vô thức cúi gằm mặt xuống không để thất thế vậy thì sao chứ anh thích gì nói với chị ta nói với em làm gì chồng tương lai của em thích kín đáo lịch sự đâu như ai kia lúc nào cũng thích hở hang thật là biến thái em nói ai biến thái tôi nói cho em biết chừng nào chưa ly hôn em và tôi là vợ chồng hợp pháp đó em còn ở công ty mà thân mật với người khác làm ảnh hưởng đến công ty lúc đó đến tai ba tôi em không gột được hết tội đâu chỉ vậy mà anh gọi em lên tận đây sao hợp đồng mới đâu nếu anh lấy ba ra dọa em không sợ đâu chiều em không về nhà em đi chơi với tình yêu nhỏ cho em về sớm nhé trông hơ nói xong câu đó tôi cũng bỏ về phòng không biết phía sau có người mặt tối đen lại tình yêu lớn lại còn tình yêu nhỏ em không coi tôi ra gì đúng không alo Sếp à, em Hải đây ạ, à. chi say lắm, không về được. Sếp đến đón ở ba Luxury được không sếp? Không. Có chân đi thì có chân về. Đi chơi một giờ sáng rồi vẫn không về. Diệp Chi, em giỏi lắm. Chị Lan, chị về trước đi, em đưa Chi về nhà. Sao mà ăn cái gì mà nặng thế không biết? Đến cổng vì quá say nên tôi không thể nào đứng thẳng được, cứ phải dựa vào anh Hải. Chiếc váy ngắn ôm trọn đôi chân trắng mút cứ lộ ra. Phía trên cổ hơi trễ, làm tôn nên hai đỉnh đồi cao vút. Hôm nay đi chơi, chủ yếu là gặp mấy tiểu thịt tươi, nên tôi mặc có phần hơi mát mẻ. Nhưng mà chưa kịp gặp, đã say mất rồi. Tay anh Hải siết chặt eo tôi, sợ tôi ngã. Sếp, sếp đưa chi vào nhà giúp tôi. Muộn rồi, tôi phải về ạ. À. <laughs> hai người cũng biết muộn cơ đấy, Mai đi làm muộn thì nghỉ việc luôn đi. Để đó, vợ tôi, tôi phải có trách nhiệm. Cậu cút khỏi đây. Anh đẹp trai, sao anh nhìn giống tên chồng của tôi vậy? Nhưng mà hình như anh đẹp trai hơn hay sao ấy? Nói đi, anh giá bao nhiêu? Này tôi quyết định chơi từ bến luôn. Tôi định chờ chồng tương lai đến giải cứu. Nhưng mà... Hai năm, hai năm, lâu quá. Diệp Chi, em mở mắt ra cho rõ tôi là ai. Phụ nhân mà đi chơi đan đúng, quậy từ nhà ra quán bar. Tôi là chồng em đó. Chồng nào? Tên chồng yếu sinh lý đó hả? À? Anh đừng có đùa nữa. Anh đứng ôm ngang eo tôi, đôi môi ấm nóng mạnh mẽ chiếm lấy, đôi tay không an phận, xoa nắn nơi đẫy đà kia. Từng thứ vướng víu được tháo bỏ. Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh lại. Tôi biết chứ, hôm qua tôi đã phản bội chồng tương lai rồi đã trở thành người phụ nữ thật sự nhưng mà còn tên trai bao kia cũng không biết đâu rồi mà khoan rõ ràng hôm qua tôi không về nhà tại sao bây giờ lại ở đây đầu tôi nảy số vô cùng nhanh tên trai bao đó là chồng tôi thôi xong rồi cái gì mà yếu sinh lý trai bao vui vẻ ước gì có cái lỗ gì giúp tôi chui xuống đất định giặt ga chạy giường. Nhưng mà tôi không thấy vệt máu nào cả. Định xóa dấu vết mà không được rồi. Có người nhanh tay hơn tôi rồi. Tin nhắn báo là anh gửi. Nay không cần đến công ty. Đêm qua em tuyệt lắm. Nằm vật vã cả buổi sáng. Thật không ngờ lần đầu lại đau như thế. Hai chân tôi đứng không vững. Đến chiều vì để tránh mặt anh tôi không dám về nhà nữa. Lấy lý do nhớ mẹ nên tôi về nhà bên kia. Tạm thời tôi sẽ ở đây, đợi khi mọi chuyện đi vào dĩ vãng, tôi sẽ về. Chi à, nay sao sang đây? Hai vợ chồng lại giận nhau sao? Không có mẹ ơi, tại nhớ mẹ quá đấy. Chi được cái khéo mồm. Vậy là tôi thành công được ở lại đây rồi, tạm thời cứ trốn ở đây vậy. Sáng hôm sau. Chi, Sếp mời cô lên phòng, lấy hợp đồng đi gặp đối tác. Chị lấy cho tôi không được sao? Lấy rồi tôi đi gặp đối tác cho. Nhưng sếp muốn đích thân cô lên ký, đừng nhiều lời. Chị Nhi này gắt gỏng vậy, lại bắt tôi phải gặp mặt nữa chứ. Sếp cho gọi tôi ạ. À. Này, em lại muốn chơi trò gì với tôi hả? Khuôn mặt tuấn tú áp sát và chót mũi, suýt nữa tôi đã không kìm được mà hôn anh rồi. Quả là có sức hút mà. Người yêu nhỏ của anh còn ở ngoài kia kìa. Mong anh hãy giữ khoảng cách. Sếp, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi. Anh thả tôi ra, nhanh chóng chạy về phía cửa. Tối tôi sang đón em. Không nghĩ gì nhiều, thoát được một kiếp nạn trong 82 kiếp là may rồi. Chi, Phong đến đón con kìa. Mau sắp đồ rồi về đi con. Tiếng mẹ tôi gọi vọng từ dưới nhà, Thực sự tôi chưa biết đối diện ra sao với anh. Cạch, đoán là mẹ tôi nên tôi vẫn mắt nhắm mắt mở mà ngủ. Mùi gỗ thoang thoảng khiến tôi biết đó là anh. Dậy đi, lớn rồi vẫn còn chơi trò này. Tôi không bị em lừa nữa đâu. Nhớ ngày trước, mỗi lần tôi không muốn nói chuyện với anh đều dùng cách này. Ngày anh tỏ tình chị Nhi, tôi đã không nói với anh câu nào suốt hai tuần liền trái tim thiếu nữ lúc ấy chỉ vừa biết rung động mà đã bị một đòn chí mạng sập tắt bao hy vọng chuyện hôm qua cũng là ngoài ý muốn mặc dù yêu anh nhưng tôi luôn mong lúc xảy ra thân mật là cả hai đều tình nguyện tỉnh táo bởi tôi không bao giờ muốn làm điều đó với người mà không yêu mình biết em lừa anh rồi anh còn lên đây sao em không muốn về đừng có trẻ con như thế em có chồng có nhà rồi. Nhường lại không gian cho bố mẹ đi. Đừng có mè nhau nữa. Em đã nói là không muốn. Anh thích thì đi về một mình đi. Được, là em nói đấy. Anh đi về đi. Về với chị Nhi đi. Đừng có giả vờ quan tâm em. Em không thích. Vậy em thích gì? Em thích thằng Hải. Em muốn ở đây để dễ bề đi cùng nó đúng không? Từng từ từng chữ anh nói như đâm ngàn nhát dao vào trái tim tôi. Yêu anh từ những năm còn non dại, đến tận bây giờ tôi vẫn thương anh cả thứ quý giá nhất tôi cũng trao cho anh vậy mà anh nhẫn tâm nói vậy nếu thế cả hai cùng đau đi phải đấy thì sao là ba muốn em kết hôn cùng anh anh không muốn lấy em anh quên à nói rồi mặc kệ anh đứng thẫn thờ đôi tay nắm chặt cuộn thành từng nắm đấm nếu đã không nói được gì tử tế với nhau hãy im lặng ngồi dưới chiếc xích đu mà anh từng tiết kiệm tiền làm thêm đầu tiên mua cho cô em gái nhỏ tôi vẫn nhớ anh làm ngày làm đêm không bỏ sót hôm nào mới đủ được tiền ngày đó từng câu từng chữ anh nói đều ngập tràn yêu thương vậy mà giờ sao chỉ toàn những câu sặc mùi thuốc súng khơi lên những cuộc cãi vã không hồi kết hôm sau đến công ty tôi vẫn bình thản anh đi qua cũng không thèm nhìn tôi một cái chi trưa nay sang quán bên kia đường ăn nướng đi em nay anh có chuyện vui nên anh mời anh hải mời tôi đi ăn trưa đúng lúc tôi cũng buồn muốn thay đổi không khí chút tan làm hai chúng tôi lại khoác tay nhau như những người chiến hữu chi kỷ thấy anh bảo có chuyện vui tôi cũng vui lây niềm vui ấy cũng chính là khởi nguồn khiến tôi và anh lạc mất nhau mãi anh muốn thông báo với chi một tin đó là anh sắp kết hôn rồi cuối tuần này muốn mời chi đi dự bữa tiệc chia tay hội độc thân ôi chúc mừng anh nhé nhất định hôm đó em sẽ làm món quà cưới siêu to siêu đặc biệt cảm ơn em nữ thần thanh xuân của anh ngày em đến công ty anh dùng hết chiêu mà vẫn chưa cưa được em cũng phải lấy vợ thôi ngày em lấy sếp anh chưa chúc phúc được bởi anh chưa đủ can đảm nhưng hôm nay anh thành tâm chúc phúc cho em Nói rồi, chúng tôi ôm nhau một cái, chỉ là tình cảm bạn bè, cái ôm chắc cũng không to tát gì. Phía xa, một đôi mắt sắc lẹm thu hết cảnh vừa rồi vào tầm mắt. Thì ra là trốn ra đây hẹn hò, vậy mà nói không thích hắn ta. Em càng ngày càng coi tôi như tấm bình phong hay sao? Tinh tinh. Có tin báo tin nhắn mới, thì ra là anh nhắn tin. Chiều tan làm đi về nhà, tôi đợi em dưới sảnh tôi không trả lời. Mà kệ anh nhắc, tôi cũng không muốn về. Hết giờ tôi vẫn như thường lệ, xe buýt thất thủ. Lên xe đi về mà không mảy may có người vẫn kiên nhẫn chờ tôi dưới hầm gửi xe suốt 2 tiếng. Sau này, em có thể quen bao nhiêu chàng trai sẵn sàng mua cho em kim cương hay những chiếc túi tiền tỷ. Nhưng sẽ chẳng có ai đứng chờ em suốt 2 tiếng dưới hầm gửi xe như anh đâu. Đồ tồi chi ạ. Về đến nhà, tôi mới tá hỏa anh nhắn từ trưa mà quên không trả lời. Có lẽ anh về mất rồi. Tin nhắn anh vừa gửi đi, tôi không nghĩ nhiều, lập tức bắt xe taxi quay trở lại công ty. Đến nơi, hầm công ty trống không, chỉ còn mỗi bác bảo vệ. "Bác ơi, anh Phong về chưa bác?" "Nãy tôi thấy cậu Phong chở cô Nhi về được một lúc rồi." Thì ra là anh chở chị Nhi. "Bố thí cho tôi vài tin nhắn, vậy mà tôi tưởng anh chở tôi thật." bộ pyjama hình thú tôi chưa kịp thay tôi đúng là yêu anh đến khờ rồi bỏ quên cả hình tượng gọn gàng xinh đẹp mà tôi xây dựng bấy lâu nay lúc này tôi không bắt xe về nhà bố mẹ nữa mà trở về nhà riêng của tôi và anh chỉ là vài ngày tôi không ở đây căn nhà hiu quạnh đến đáng thương có lẽ anh cũng không về nghĩ vậy tôi bắt tay dọn dẹp tổ ấm dọn xong nhất định tôi sẽ quay về nhà bên kia anh uống bia sao? Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh uống nhiều bia như vậy. Nhà cửa cũng không dọn dẹp nữa. Quần áo sạch sẽ thơm tho, nhưng không là lượt phẳng phiêu như mọi ngày. Nhà bụi bặm quá, từng bộ quần áo của anh vẫn còn đây, hương thơm nhẹ nhẹ. Nhân lúc không có anh, tôi lén lấy mà hít hà, chỉ mong một lần được anh ôm vào lòng một cách tự nguyện nhất như những cặp đôi yêu nhau thường làm. Nhà rộng quá, Dọn dẹp xong thơm tho, cũng là hơn 10 giờ rồi. Tôi lười biếng không muốn về. Dù sao thì nay anh ấy cũng ở chỗ chị Nhi, nên có lẽ tôi ở lại chắc cũng không sao đâu. Đang tắm thì tôi nghe dưới lầu có tiếng nói chuyện. Em về được rồi. Cảm ơn em đã đi cùng anh. Khuya rồi, em về cẩn thận. Phong, em dìu anh lên lầu nhé. Nhi, anh cảm ơn em dù chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng em vẫn luôn coi anh là bạn. Với anh, dù hết tình nhưng còn nghĩa. Bất cứ khi nào em cần, anh sẵn sàng tới. Nhưng giờ anh đã có gia đình rồi, mong em hãy giữ khoảng cách với anh. Em không tin, chẳng phải anh nói là anh không yêu chi hay sao? Em chờ được. Hai năm, em chờ được mà anh. Thì ra, hai người cãi nhau. Tôi vảnh tai lên, lắng nghe từng chữ một chẳng phải là vì em không muốn sinh con nên anh mới kết hôn với chi hay sao? Vậy giờ mình cùng tạo ra con được không? Em không cần danh phận, anh hãy cho em một đứa con thôi. Đủ rồi, Nhi, anh mệt rồi. Ngày mai anh và em tỉnh táo mình nói chuyện lại. Bây giờ anh rất mệt. Mãi nghe ngóng, tôi còn chưa mặc đồ nữa, làm sao bây giờ? Trốn đi đâu bây giờ? Vì quá hoảng, tôi luống cuống không biết làm sao bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra đôi mắt tôi tròn xoe nhìn anh đôi lông mày của anh khẽ cau lại thực sự mất bình tĩnh quên mất sở thích của anh khi về nhà đầu tiên là đi tắm cố lấy lại bình tĩnh tôi nặn ra nụ cười mà hỏi anh chào mừng bố đã về em chỉ sang lấy đồ một lát rồi về lấy đồ mà vào phòng tắm em mặc đồ thiếu vải quá rồi đó vậy thôi em lấy đồ rồi em về đây không làm phiền anh và chị nhi nữa tôi phụng phịu mặc đồ mặc xong định chuồn về ngay cứ ngỡ anh đang tắm nên chỉ tắt điện vội vã thay đồ không để ý đằng sau một thân ảnh to lớn đang dần tiến lại chậm chậm ôm tôi trốn tôi đủ chưa em không về sớm tôi lấy thêm vài cô vợ nhỏ cho em quản anh đừng nói nữa anh muốn lấy thêm chục cô vợ bé vợ lớn gì cũng được em mặc kệ anh anh yêu ai là việc của anh, nhất định em sẽ trả tự do cho anh. Em không ghen sao?" Hơi thở nam tính của anh phả vào sau gáy, từng dây thần kinh của tôi run lên, khiến cơ thể có chút rùng mình, một chút phấn khích, một chút sợ hãi. Anh xoay người tôi, siết chặt bờ vai. Đôi mắt nhìn anh, lúc này cũng không biết nói gì với anh nữa. Nói yêu anh, nói thương anh, hay nói em cũng biết ghen, cũng biết giận. Khi anh thân mật cùng người khác. Có lẽ là không. Em không thích anh. Em thích anh Hải. Chờ em hoàn thành nhiệm vụ mà ba nuôi giao. Lúc đó coi như em trả được công ông đã kêu mang. Từ nay về sau mình vẫn là anh em như trước kia. Nhưng anh không muốn. Anh sai rồi. Bỏ ra. Em còn về. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Đôi môi anh hung hăng mà chiếm lấy trà sát cánh môi mềm tâm hồn lơ đễnh như bồng bềnh trên mây cố lấy lại từng chút lý trí còn lại nụ hôn cuồng nhiệt này có thoang thoảng mùi máu tanh nếu em không muốn hãy nói với tôi đừng làm em đau đừng tự hành hạ mình như thế tôi xót em xin lỗi hôm nay em không nghĩ anh vẫn chờ em tôi không trách em có lẽ người không có vị trí trong tim em nói gì cũng vô nghĩa phải không muộn rồi em ngủ ở đây Tôi ngủ phòng bên cạnh. Anh khoác lên đôi vai trần chiếc áo của anh, ước gì chiếc áo này là anh, tôi sẽ ôm lấy không rời. Đừng tắm đêm lâu, đừng mặc áo mỏng, đêm rồi sẽ ốm. Thẫn thờ ngẩn ngơ, là anh đã quan tâm tôi sao? Có lẽ anh vẫn coi tôi là cô em gái nhỏ tinh nghịch, giá như trái tim này mãi không bao giờ rung động, để được làm cô công chúa nhỏ của anh mãi. Thế nhưng, thời gian qua đi, cũng chẳng ai bé mãi được. Tình yêu cũng vậy, làm gì có chuyện ít đi. Chỉ có lớn hơn và sâu đậm hơn thôi. Anh quay đi, tôi không kịp níu giữ để rồi có những cơ hội qua rồi, chẳng bao giờ quay lại nữa. Năm tháng dài đẳng đẵng được gặp người mình thích, lấy người mình yêu là điều may mắn nhưng điều hạnh phúc nhất chính là cùng nhau trải qua những quãng thời gian nồng nhiệt của tuổi trẻ dám yêu dám hận và dám làm nếu được chọn lại em vẫn chọn yêu anh và chọn ở phía sau anh âm thầm nhìn anh hạnh phúc dẫu hạnh phúc ấy không phải em anh của tôi vẫn thế vẫn lạnh lùng như vậy vì cuối tuần có lịch công tác cho nên bữa tiệc chia tay của anh Hải sẽ rời vào một vài tuần tới. Chi và Hải cuối tuần sẽ công tác cùng với sếp ở Cam Ranh. Trong đó chi nhánh mới mở, cần một số hạng mục cần phải khảo sát và phê duyệt. Lại đi công tác, dù sao cũng đến Cam Ranh, coi như là đi chơi. Đi cùng sếp chắc chắn Phong sẽ lôi chị Nhi đi cùng. Tôi vẫn nhớ vài năm trước, khi anh còn là cậu thiếu niên sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Ngày anh ôm bó hoa mà tôi cất công đi chọn, anh dám đứng trước bao nhiêu người trong trường hét to rằng anh thích em. Nụ cười của anh hôm ấy đẹp đẽ và rạng rỡ hơn tất thảy ánh mặt trời mà tôi từng nhìn thấy cộng lại. Ngày ấy, trái tim tôi như thiếu đi một ngăn, bởi vách ngăn ấy vốn chỉ dành cho một người. Tôi hiểu đoạn tình cảm này vốn không nên có. Nhiều năm sau này, Tôi vẫn thấy anh luôn ân cần với chị Nhi, dẫu không còn ngọt ngào như chàng thiếu niên năm đó. Giờ đây, sự quan tâm của anh dành cho chị là sự trầm lắng của người gần 30. Một chút vững vàng, một chút cưng chiều và cả một chút lạnh lùng. Đối với tôi, anh cũng lãnh đạm lắm, chẳng còn là điểm tựa vững vàng của tôi nữa. Khoảng cách của tôi và anh như những tảng băng, ngày càng tách nhau ra, không có cách nào hàn gắn được trở lại với thực tại chi chiều có cần đi mua đồ để đi công tác không mọi lần đi công tác em đều hăng hái lắm mà sau này ỉu xìu vậy em không thích mua nữa chỉ là đi công tác đâu phải đi chơi chiều anh dẫn đi anh hải của chi biết em rất thích sống ảo anh mới thấy có nhiều mũ đẹp lắm đi biển hết sảy tôi ậm ừ cho qua kỳ thực cảm giác yêu đơn phương cứ gặp nhấm từng chút một trong lòng có điều không nói ra Nặng chịu nỗi cô đơn Tại trung tâm thương mại Em thử đi mũ này khuyến rũ chưa Hay đi mua đồ bơi Em lên ảnh thì chấm 10 điểm Chả còn tâm trạng nào Em không muốn đi chút nào cả Hay em không đi được không anh Hải Anh đi với sếp đi Không được Em không muốn được thường à Anh Hải vừa nói Đôi mắt nhìn về phía sau Ngoài lại cảnh chị Nhi khoác tay Phong, tôi chẳng dám nán lại thêm. Anh Hải lấy hai tay xoa đầu tôi lại, "Nếu thấy đau lòng thì đừng nhìn nữa." Thì ra anh cũng cho chị Nhi đi mua đồ công tác. Cảnh anh ân ái cùng chị ta, lòng tôi như có hàng trăm con kiến bủa vây, từng chút gặm nhấm. "Em không sao, mình về đi anh. Nếu em thấy không hạnh phúc, hãy cứ nói với anh, anh vẫn luôn chờ em." Này anh sắp lấy vợ rồi đấy, bớt bớt lại Nhi nha, chị dâu sẽ không vui đâu. Cứ ngỡ anh chỉ tiện đùa tôi, nhưng không ngờ lòng người vốn dĩ là thứ khó đoán nhất. 6 giờ 30 tại sân bay nội bài. Sáng phòng có nói sẽ đưa tôi ra sân bay, nhưng chắc chắn anh sẽ đón cả chị Nhi, nên tôi từ chối. Chút nữa anh Hải đón em rồi, anh đi đi. Ừ, vậy gặp nhau ở sân bay nhé giá như khi tôi từ chối anh chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi vỗ về một chút thôi nhất định tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đi cùng anh chiếc xe khuất bóng dần anh vô tâm thật nói không là không chẳng thèm đói hoài tôi nữa sau khi làm thủ tục và kiểm tra giấy tờ chúng tôi lên máy bay vé này được công ty mua hàng thương gia phục vụ chuyến công tác trong lúc loay hoay tìm chỗ ngồi anh hải đã vẫy tay gọi chi ở đây chỗ này gần cửa sổ em có thể nhìn toàn bộ thành phố tôi nhìn anh ân cần sắp xếp chỗ cho chị nhi giá như một phần dịu dàng của anh dành cho chị nhi anh có thể dành cho tôi một chút ít như vậy tôi cũng mãn nguyện mọi người muốn ăn gì không chi và hải ăn gì tự gọi nhé trên này nếu đói chỉ có đồ ăn nhẹ thôi em không muốn ăn trên này chả ngon gì cả chút nữa xuống anh phong cho em đi ăn hải sản nhé ừ anh lãnh đạm không cảm xúc mà trả lời chị nhi tôi không muốn nghe không muốn nhìn bất cứ cảnh hạnh phúc nào của anh và chị ta nữa anh hải lúc nào xuống mình đi ăn kèm nhé cả đi nhặt vỏ sò nữa em thích đi nhặt lắm ok để đến nơi rồi anh đưa đi từng lọn tóc xòa ra trước mặt đôi tay mềm mại của hải vén lên giúp tôi trong một phút giây nào đó tôi đã nghĩ giá như mình không yêu anh phong thì tốt biết mấy anh hải luôn là người dịu dàng với tôi như thế anh xem hải ân cần với chi chưa kìa em ghen tị muốn chết đây là đi công tác không phải đi hẹn hò mong hai người tiết chế lại đừng làm ảnh hưởng đến năng suất của công ty nếu muốn bày tỏ cảm xúc đợi kết thúc công tác hai người có thể tùy ý mà đi anh quan tâm chị nhi chút thì được còn tôi Mỗi lần ai đó ở gần tôi mà khác giới, anh đều khó chịu mà buông lời khó nghe. Thật là kỳ cục. Sau gần 2 tiếng trên máy bay, chúng tôi đã tới sân bay Cam Ranh. Quả nhiên, khung cảnh ở đây rất đẹp và hoang sơ, do chưa chịu nhiều tác động của con người, cũng chính vì lý do này, công ty mới cần đến khảo sát để xây dựng khu resort vừa gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn mang hơi thở của sự hiện đại. Phía xa xa, những làn nước trong xanh như soi được cả đáy của đại dương sâu thẳm, từng rặng san hô đầy màu sắc rực rỡ theo từng khóm nhỏ. Không khí trong lành, những cơn gió biển dịu êm mang mùi vị mặn mòi của biển cả bao la. Bốn người chúng tôi đi song song nhau, như những cá thể độc lập thế, nhưng hình như có một người muốn phá vỡ đội hình rồi thì phải. Anh Phong, em mỏi tay quá anh cầm giúp em cái túi sách này được không? Giọng chị ta ỏng ẹo mẻ nhau. Xem kìa, cái miệng phụng phịu như thế, anh Phong là chồng của chị ta ấy nhỉ? Tôi chỉ muốn xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Nếu mà anh Phong cầm hộ chị Nhi, nhất định tôi sẽ không tha cho anh ta đâu. Nhi, anh nói rồi, em đừng nhõng nhẽo nữa. Đây là đi công tác, không phải đi chơi. Tôi tự nhủ, nếu mà không đi công tác, ắt hẳn anh sẽ không ngại đâu. Chắc anh nể mặt cô em gái này rồi. Vinh dự thật đấy. Chi, đưa cho anh cầm tài liệu và túi sách cho. Chút nữa họp ra ban xong, mình đi chụp ảnh và nhặt vỏ sò nhé. Vẫn là anh Hải hiểu tôi nhất. Tôi đưa đồ đạc cho anh, không ngại ngần khoác vai bá cổ mà thể hiện tình cảm. Cảm ơn người bạn tri kỷ của em. Nhất định chút nữa sẽ khao anh một chầu kem nhé đại gia chi thưởng cho anh vậy có quá ít không nhưng mà không sao anh rất vinh hạnh anh phong phía trước trượt hắng giọng uhm. tôi nói hai anh chị làm ngơ phải không nếu còn tiếp tục thân mật mời hai người về cho đi công tác cũng là đi làm cũng phải có quy có củ như ở công ty vậy nụ cười đã tắt trên đôi môi anh đào tôi thấy không công bằng chút nào cả sau khi tới khách sạn vì hết phòng nên chúng tôi chỉ có ba phòng cho bốn người nhưng mà phòng đôi thì sẽ là ai ghép với nhau câu hỏi này nghe có vẻ là khó nhưng mà tôi biết câu trả lời chắc chắn anh phong sẽ ở cùng bà nhi phụ thủy nhưng đến cuối cùng sự thông minh của tôi hôm nay không nhạy bén thì phải khách sạn hết phòng đôi tôi sẽ ở với hải nhi và chi mỗi người ở phòng còn lại có gì cứ liên hệ lên nhóm mọi người về phòng đi hôm nay anh chồng của tôi mặc một bộ đồ thể thao đi đôi giày trắng năng động và khỏe khoắn bất giác dưới lớp áo lộ ra vùng bụng săn chắc bất giác tôi đỏ mặt vì nhớ lại sự nồng nhiệt của anh hôm tôi say rượu chi về phòng đi làm gì mà ngẩn ngơ thế có cần tôi bế em không thật lưu mạnh anh phong không sợ chị nhi ghen hay sao anh hải đợi em cất đồ xong nhớ đi dạo cùng em nhé sếp bảo đến muộn nên rời lịch họp vừa nãy có tin nhắn anh đã xem chưa anh biết rồi chỉ cần chi thích gì anh cũng chiều hai người chúng tôi cứ vô tư cười đùa mà không biết rằng từng câu nói từng chữ có người đã nghe không rơi một câu nào anh xem chi có hại quan tâm anh thì không thèm quan tâm em tí nào anh có coi em là bạn không vậy Chị Nhi đọng đảnh nói, dù thang máy đã gần đóng lại nhưng tôi vẫn nghe vọng lại. Anh vẫn coi em là bạn, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Em lên phòng đi, em có muốn đi dạo không? Thật không? Anh thay đồ đi, em về chọn chiếc váy mà anh thích rồi mình đi." Chị Nhi đọng đảnh nói, dù thang máy đã gần đóng lại nhưng tôi vẫn nghe vọng lại. Anh vẫn coi em là bạn, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Em lên phòng đi em có muốn đi dạo không thật không anh thay đồ đi em vì chọn chiếc váy mà anh thích rồi mình đi chụp ảnh kỷ niệm em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà chưa kịp phản ứng anh phong đã được chị ta thưởng nóng một nụ hôn cháy bỏng rồi chưa bao giờ thang máy đóng lâu như vậy từng giây trôi qua như cả ngàn năm vậy không khí ở đây bị bức bối quá chỉ sợ ở thêm vài giây nữa thôi cơn nóng giận của tôi mà xâm chiếm lý trí Lúc ấy tôi như con thú hoang, chạy khỏi chiếc lồng sắt kìm hãm, không ngần ngại mà tiến đến sâu xé con mồi. Vì lo tình hình sức khỏe, nên cấp trên, xếp phong cho phép chúng tôi đi dạo tham quan trước, cuộc họp sẽ rời vào buổi tối. Tôi đứng ở hành lang chờ anh Hải, quả thực nếu không có anh, tôi như chú chim non lạc mẹ. Không ai nói chuyện, không ai cho tôi tíu tít giam ba lời. Giá như tôi chịu mở lòng, biết đâu người mặc váy cưới cùng anh tháng sau lại là tôi. Bất giác tôi thấy buồn cười cho sự thiếu trung tình của mình. Tôi yêu Phong, từ ngày chưa biết rung động, được anh che chở và bảo vệ. Trong lòng tôi luôn có một bức tượng đài to lớn là chuẩn mực để chọn chồng. Có lẽ do quá kén cho nên tình cảm trong tôi chưa bao giờ thuyên giảm. Sau này xa anh, có lẽ tôi nên giảm bớt yêu cầu như vậy mới giúp anh lên chức bác được em chờ tôi sao vừa nhắc đến người tình trong mộng bất thình lình xuất hiện vài giây lúng túng khiến đôi mắt của tôi ráo hoảnh không biết phải nói gì em em không em chờ anh hải em không làm phiền anh và chị nhi đâu cũng không mách mẹ anh cứ yên tâm mà vui vẻ em đi trước đây đứng lại đôi tay rắn chắc kéo thân hình nhỏ bé của tôi lại anh dồn tôi vào tường mà chất vấn. Em bảo thích đi biển mà. Sao em không rủ chồng mình đi? Sao lại rủ nó đi cùng vậy hả? Trên máy bay, xuống khách sạn, tình tứ cho ai xem hả? Em không mách mẹ, nhưng tôi sẽ kể với ông. Em thân mật với thằng danh đó. Nếu không có tôi đi cùng, có phải em và nó sẽ gần gũi nhau rồi phải không? Tôi thấy anh bóp chặt lấy cổ tay, khiến tôi đau điếng mà nhăn mặt lại chiếc mũi cao kề sát vào vành tai tôi mà thủ thị. Tối chờ tôi, tôi. đừng khóa cửa. Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua từng cánh môi mềm, bỗng anh hải tới. Chi chờ anh lâu không? Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc. Bất chợt thấy tôi và anh thân mật khiến anh vô cùng bối rối, ngại ngùng đẩy anh Phong ra, lấy lại khí chất tinh nghịch thường ngày. Mắt em có bụi, anh Phong giúp em lấy ra, anh không cần phải ngại đâu phải không anh? Tôi hơn vợ mình thì có gì là sai mà phải xấu hổ. Đi chơi nhớ về đúng giờ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở phòng mà bàn công việc. Tôi có thể tha hồ mặc những bộ đồ bó sát và khoe đường cong. Chả, nghĩ đến đăng ảnh được nhiều người thả tim. Tôi đã thấy đại não truyền tới năng lượng mà hưng phấn tột độ. Nhưng hình như tôi đã lầm. Hình như ai cũng có tính chiếm hữu thì phải chỉ là buông không được bỏ không xong tôi vốn nghĩ bản thân thông minh nhưng chính sự tự cao đó khiến cuộc hôn nhân này đáng lẽ sẽ là đóa hoa rực rỡ nhất nhưng chúng tôi vốn dĩ ngay từ đầu mập mờ không rõ ràng khiến tình cảm đứt đoạn lạc vào mê cung mãi không tìm được lối ra cảm xúc sâu sắc nhất thường nằm trong sự im lặng không hẳn vậy có ai biết được sau những nụ cười vô tư là cả ngàn nỗi đau ghép lại. Sự che giấu quá hoàn hảo. Áng mây trên bầu trời cũng có đôi có cặp, lãng đãng phiêu du, dẫu chân trời góc bể, vẫn luôn có bóng hình kể cạnh. Phía xa, những hòn đảo nhỏ thấp thoáng mảng cỏ cây xanh mướt. Làn gió mát rượi thoáng qua khiến vài sợi tóc không quy củ bay nhẹ trong gió. Anh Hải nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc vương trên gò má. Tình cảm thật khó, đâu phải nói yêu là yêu được, cũng không thể nói quên là sẽ quên. Anh vẫn chờ em, nếu em không hạnh phúc, dù chờ cả đời này, anh vẫn chờ. Em xin lỗi, nhưng tình cảm dành cho anh trước nay như một, mình không thể tiến xa hơn. Ra kia chụp ảnh đi anh, về làm kỷ niệm nữa anh có mua quà cho chị dâu không đó tôi gượng cười nhìn anh mà đánh trống lạng. kỳ thực chạy theo một người cả đoạn thanh xuân tình yêu chân thành cũng không đổi lại được một cái nắm tay hay một nụ cười thì có đáng không đôi chân dù khỏe khoắn đến mức nào đi mãi cũng sẽ mỏi yêu đến mấy cũng sẽ có lúc từ bỏ nhưng ngần ấy năm chưa giây phút nào em ngừng yêu anh phong anh Hải mỉm cười. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, tôi không muốn giữ khoảng cách với anh, sợ tình cảm dạn nứt. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, chính sự nhiệt tình của tôi đã khiến tình cảm chân thành này vùi sâu mãi mãi dưới đáy biển, vĩnh viễn không thể quay đầu. Cười lên, tạo dáng đi, anh mà đã chụp thì chỉ có 10 điểm nhé. Anh Hải không có vẻ lãng tử như anh Phong, anh có nét rất hiền từ đáy mắt luôn phảng phất một nỗi buồn khó tả khiến tâm tư khó đoán kỳ thực ai cũng nói đừng chọn người mình yêu mà hãy chọn người yêu mình nhưng mấy ai can đảm chọn lựa sự an toàn đâu tình yêu vốn là mạo hiểm là đánh cược nếu thắng thì tình yêu là hạnh phúc nhưng nếu thua thì sao anh phong anh đi với em mà sao mặt anh bí dị vậy em mặc đồ đẹp để anh ngắm mà anh không nhìn em lấy một cái nữa. Cái giọng tranh chua nhưng mà Thảo Mai thì chỉ có bà Nhi. Vô thức ngoảnh lại, đồ hình như hơi thiếu vải, vòng một căng đầy, chiếc áo cúp ngực khó khăn lắm mới ôm hết, chỉ sợ tụt xuống. Bên dưới thì không thể ngắn hơn. Anh bảo thích mấy chị nóng bỏng, gợi cảm, không phải mấy đứa kín như bưng. Hôm nay tôi cũng mặc một chiếc váy body màu đen hở lưng. Tuy không hở hang nhưng cũng khéo léo khoe hết đường cong tuyệt Mỹ. Vậy mà anh còn không thèm nhìn tôi lấy một cái nữa. Anh mặc chiếc áo polo nam tính chiếc quần ngố bò như làm nổi bật chiều cao mét 8. Từng đường nét trên khuôn mặt vẫn đẹp đẽ như chẳng thiếu niên năm nào. Chỉ có điều vương vấn thêm nét nam tính và phong trần. Trong mắt tôi anh vẫn là bức tượng đài ấy vẫn cuốn hút như ngày nào. Anh đứng đó tay xỏ vào túi ánh mắt dõi về phương trời xa xăm vì khoảng cách không gần đã có một giây tôi nghĩ anh dõi theo tôi em ra nhờ cậu hải chụp ảnh cho anh không biết chụp chi tôi có chuyện muốn nói ra đây gặp tôi một chút tôi lững thững lê từng bước chân nặng nề chiếc váy bó sát di chuyển theo từng đoạn cùng tôi chiếc mũ cói trên đầu không làm dịu bớt đi cái nắng oi ả của vùng biển cam ranh trên bầu trời, những đám mây trắng tinh khôi nhanh chóng lướt qua, nhường chỗ cho từng hạt nắng vàng ươm. Chiếc mũ lưỡi chai che hết một nửa khuôn mặt nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp trai của anh. Chỗ này cách nơi chúng tôi chụp ảnh một đoạn, ngăn cách bởi một tảng đá. Em đi lâu vậy, mãi chơi đến thế, bỏ chồng em ở nhà. Em là đồ tôi. Đây là mắng hay chửi hay là trách tôi đây? Anh đi cùng chị Nhi, em không muốn làm kỳ đà cản mũi dù sao anh cũng nói tôn trọng quyền riêng tư mà sao em đi đâu anh cũng tìm cho bằng được vậy nhưng trên danh nghĩa mình vẫn là vợ chồng em nên giữ thể diện cho anh chứ còn cả các đối tác nữa hay em muốn họ nghĩ anh ngoại tình em thừa biết anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em kia mà anh nói dối chị nhi bảo anh ở bên cạnh chị ý hôm đêm tân hôn anh còn chạy sang bên đó cả đêm nữa vậy mà anh nói chưa từng làm gì có lỗi với em vậy còn em thì sao tại sao hôm anh say rượu lại phối hợp cùng ba giả vờ phát sinh quan hệ cùng anh nếu hôm đó đã xảy ra tại sao hôm say rượu vẫn có vệt máu đỏ nếu em muốn thực hiện ước muốn của ba em hãy bàn bạc cùng anh đừng coi anh như một con dối là ba ép em em không muốn như vậy anh cứ coi như tai nạn đi em không cản anh và chị nhi đâu anh đừng lo cho em nếu anh nói anh và nhi chưa từng đi quá giới hạn em có tin không không em không bao giờ tin anh đừng nói nữa em không muốn nghe tôi rất muốn tin nhưng mọi thứ đều chống lại tôi sự thật vẫn là sự thật cơn mưa bóng mây bất chợt ghé qua vài hạt mưa rơi trên đầu làm ướt mái tóc bồng bềnh anh ôm tôi vào lòng mà che chở bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn trào tôi ghét anh lúc nào cũng quan tâm để tôi ảo tưởng vị trí của mình thà cứ tuyệt tình anh hãy cứ làm tổn thương tôi nhưng anh cứ như dỗ trẻ con mỗi lần gửi cho tôi chút kẹo ngọt, khiến trái tim ngày nào cũng mong chờ. Anh bỏ em ra, mưa không lớn, không làm em bị ốm được, em cũng không còn là cô bé hay ốm vặt như ngày nào đâu. Anh Hải và chị Nhi còn ở đằng kia nữa, em không trách anh, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi. Giọt nước mắt mặn chát, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc mắt lại đỏ. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì anh. Anh Hải về thôi, em hơi nhức đầu. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho buổi họp tối nay nữa. Tôi mặc kệ anh và chị Nhi, tôi không biết làm vậy là đúng hay sai. Nhưng có lẽ đôi khi tàn nhẫn với bản thân cũng là một cách yêu thương bản thân nhất. 7 giờ 30 tối, cuộc họp diễn ra vào 8 giờ, còn 30 phút nữa là diễn ra. Chuẩn bị tài liệu và mặc một chiếc váy xinh. Dự án lần này do tôi phụ trách nên cần chỉnh chu một chút thuyết trình do tôi đảm nhận, anh Hải sẽ phụ trách bổ sung một số ý tưởng. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và kết thúc rực rỡ. Tôi không xa lạ gì mấy bài thuyết trình dự án này. Kết thúc cuộc họp, các xem còn bàn giao cho nên các nhân viên được về trước. Anh Phong ở lại bàn bạc. Anh Hải ngỏ ý muốn đi dạo ở biển. Đêm muộn nên tôi đã từ chối. Tôi vẫn nhớ Phong nói tối chờ anh. Có lẽ có chuyện quan trọng nên anh ấy mới nhắn vậy bất giác tôi lại đen tối rồi điên mất thôi nhưng tôi chờ tới khi một giờ sáng cửa vẫn không khóa ngốc nghếch chờ đợi anh trong vô vọng như con thuyền lạc giữa biển khơi mênh mông mong chờ ngọn hải đang soi sáng nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy anh tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay mãi tận khi bốn giờ sáng âm thanh cánh cửa mở ra khiến tôi tỉnh giấc tôi rất biết giữ lời hứa nên dù ngủ nhưng tâm trí vẫn luôn ngóng anh về anh nói chờ anh mà sao giờ này anh mới sang anh có chuyện muốn nói sao mai được không anh mệt nhưng người anh toàn mùi nước hoa của chị nhi có phải anh đừng lộn xộn để anh ngủ một chút được không tôi không biết rằng có một người thức cả đêm để sửa bản thảo cho tôi không biết rằng anh luôn là người đứng sau những bản hợp đồng thành công vang dội anh thương tôi như thế, nhưng chưa một giây nào chịu lắng nghe anh. Tôi phụ anh rồi. Mùa hè năm tôi chuẩn bị thi đại học, tôi từng ước sẽ được đi biển chơi. Anh từng hứa đợi sau này anh sẽ xây riêng một khu resort mang tên tôi. Tôi cứ ngỡ chỉ là một lời hứa suông bồng bột của chàng thiếu niên trẻ tuổi, chỉ là ngọt ngào để dỗ dành cô em gái nhỏ. Anh không như thế, đã vài năm trôi qua, chàng trai của tôi hình như đã thực hiện được rồi tôi chờ anh nhưng vẫn trong cơn ngái ngủ bàn tay ấm áp mang hương vị hỗn tạp có mùi nước hoa nồng nhưng mùi gỗ thoang thoảng đã lấn át tất cả trong từng giấc mơ tôi đã suy nghĩ rất nhiều đoạn tình cảm này tôi chưa từng thừa nhận với anh tôi tự xây trong lòng mình một ngôi nhà hạnh phúc với tình yêu thầm kín dành cho anh năm tôi học lớp mười hai lần đầu được gửi thư tình anh như chú cuốn con rằng xé bức thư đầu đời mà tôi được nhận. Anh bảo không muốn tôi yêu sớm, không muốn xa tôi, không cho tôi lấy chồng. Thật buồn cười, ai lấy được tôi khi mà người mà tôi thương là anh kia chứ? Anh về phòng lúc 4 giờ sáng. Thực ra suốt những năm đi học hay đi làm, tôi không có nhiều bạn. Người tôi thường xuyên chơi cùng nhất là anh, sau đó là anh Hải. Cô bạn thời trung học cũng cất cao đôi cánh ở nước Pháp xa xôi. Năm ấy sợ nhớ anh mà bỏ dở việc học. Tôi chọn ở lại trong nước, ở cạnh anh như chiếc bóng mờ nhạt. Bây giờ là 5 giờ 30, mọi thứ vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn. Gión rén bước lại gần phía tủ đồ, sợ anh tỉnh giấc. Có lẽ hôm qua vận động kịch liệt, tiếng thở nhẹ nhẹ, tôi biết anh đang ngủ rất say. Khách sạn ở gần biển nên có lẽ chỉ mất 5 phút là ra tới nơi. Nhưng cánh cửa chưa kịp mở ra, đã bị anh phát hiện đi đâu đó chờ anh anh có chuyện muốn nói đừng rủ thằng hải nhãi danh anh không nói tôi cũng đâu muốn rủ dù sao cũng nên cần có những lúc riêng tư em thấy anh hôm qua có vẻ hơi mệt em không muốn làm anh thức giấc em đi nhặt vỏ sò một chút rồi về đợi anh như ai bắt cóc em về anh không chuộc lỗi được với ông đâu thả mình vào biển khơi mới thấy bản thân nhỏ bé đến nhường nào mặt biển tĩnh lặng những gợn sóng lăn tăn theo từng đợt giặt rào và êm ả sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau bà hoàng thơ tỉnh xuân quỳnh còn không trả lời được thì làm sao một con nhóc hai mươi mấy tuổi như tôi có thể trả lời được kia chứ tình yêu nhiều điều khó hiểu thật. Tôi cũng không biết khi nào chúng tôi sẽ yêu nhau theo cách trọn vẹn nhất. Anh lững thững đi trước, tôi như chú mèo nhỏ dẫm theo từng bước chân của anh. Bàn chân anh to lớn, tôi thì nhỏ xíu, lọt thòm giữa những hố cát mà anh từng đi qua. Mãi bước đi mà không biết anh đã dừng từ khi nào. Tôi đâm đầu vào tấm lưng vững chãi ấy, một chút đau điếng truyền đến đỉnh đầu lớn rồi mà vẫn vụng về đi ra biển còn mặc thiếu vải như vậy cho cảm chết em đi chết để anh lấy người khác đúng không anh không cần phải chờ em chết đi đâu chỉ cần anh nói em sẽ tự động rút lui mà tiếng tôi nhỏ dần nhưng ai đó vẫn lắng nghe từng chút một anh cao hơn tôi một cái đầu đôi mắt long lanh đẫm lệ ngước nhìn anh mà khóc nếu anh muốn nhanh chóng đến với chị nhi em sẽ tác thành cho anh mà anh ghét em đến thế sao em thương anh còn không hết sao anh lại mong em biến mất vậy vừa nói tôi vừa khóc tôi sợ nếu như không thổ lộ với anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa anh từng nói với tôi bầu trời nhanh nắng nhanh tối đời người cũng vậy nếu như không nói ra sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội anh vẫn thế lạnh lùng nhưng đôi mắt cong lên ý cười thật bực mình nhìn thấy dáng vẻ của anh bỗng thấy hối hận vì nói ra hết những tâm tư chôn chặt nơi đáy lòng. Đôi bàn tay ấm áp đan chặt từng ngón tay, anh dắt tôi đi dạo qua những con sóng nhỏ. Từng đợt sóng vỗ qua từng kẽ chân, mát lạnh đến từng thớ thịt. Sáng sớm cũng có vài đôi ra đây hẹn họ thân mật. Anh vẫn dắt tôi đi mà không ngỏ câu nào. Phía trước có một mỏm đá nhỏ ngồi trên đây có thể thấy ánh dương đang dần ló dạng. Những tia nắng vàng ươm, chỉ chút nữa thôi sẽ làm bừng sáng nơi đây. Vài đám mây ửng hồng như tô điểm thêm cho bình minh thêm phần rực rỡ. Những cánh chim hải âu bay lượn trên khoảng trời tự do. Ai cũng có đôi lần mong được sải cánh, cất cao những ước mơ, đến bầu trời tự do cho riêng mình. Tôi cũng thế, tôi cũng muốn được yêu, cũng muốn khao khát được hạnh phúc đời này em chưa từng hối hận vì lên nhầm chuyến xe hạnh phúc cùng anh em chỉ hối hận đã không mạnh mẽ cùng anh đi đến điểm rừng chân cuối cùng anh nhặt một vỏ ốc to rỗng áp sát vào tai tôi anh lặng lẽ nhìn sâu vào đáy mắt nơi phảng phất bóng hình người đàn ông mà tôi thương người con trai mà tôi nhớ anh từng nghe nói khi áp tai vào vỏ ốc sẽ nghe được lời thì thầm của biển cả thật ấu trĩ chỉ có trẻ con mới dễ bị lừa nhưng mà tôi vẫn muốn thử anh nói dối em sẽ nghe xem đúng không anh áp sát vào tai ngoài tiếng gió ù ù vang vọng còn có cả tiếng anh yêu em ai đó từng nói có những cơn mưa không rơi trên mặt đất mà nó rơi ở trong lòng khóc trong lòng mới xót xa anh đừng đùa nữa như vậy không vui chút nào khẽ vuốt mái tóc màu hung đỏ cá tính, anh xoa đầu tôi như ngày tôi tốt nghiệp. Ngày ấy, anh đã nói, "Cô bé của anh, em đã lớn rồi." Cuối cùng anh cũng chờ được. Tôi đâu biết rằng anh chờ đợi tôi vì điều gì kia chứ. "Anh xin lỗi, anh cũng thích em từ lâu, nhưng mà lúc nào em cũng thờ ơ, anh tưởng em có người khác nên mới nghĩ ra bản hợp đồng kia." Lời xin lỗi của anh muộn màng quá. Nhưng tôi vẫn mong mỏi từ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn chờ anh nói được câu xin lỗi. Bao nhiêu tuổi hờn chút lên anh, bàn tay mảnh khảnh đánh anh biết bao nhiêu cái nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu cả. Chỉ một cánh tay anh ngăn cản lại những hành động bộc phát nhất thời, được tựa vào lồng ngực vững chãi, anh ôm tôi không nói thành lời. Năm ấy, để thử nghiệm xem em có thích anh không, anh ở nhi đóng giả làm bạn gái vậy mà em còn chúc phúc cho anh anh cũng định chờ hết thời hạn hợp đồng sẽ trả tự do cho em nhưng mà nhìn em cười với thằng danh hải trái tim anh vẫn âm ỉ đau nhói em nói xem anh phải làm sao khi mà phải từ bỏ người mà anh yêu đây lòng dạ em sắt đá lắm toàn đòi lấy chồng mới thôi tại anh không nói làm sao mà em biết được tại sao lúc nào anh cũng đi cùng chị nhi đêm hôm còn chạy tới nhà nữa em ở nhà một mình mà anh cũng đi cho được anh và nhi chưa từng có gì đi quá giới hạn cô ấy chỉ níu kéo anh dọa tự tử nữa anh vẫn coi nhi là bạn chồng em cũng tỉnh táo lắm tôi cụp mi mắt nhưng đôi môi anh đảo cong lên ánh cười ngày hạnh phúc nhất không phải là ngày nhận được bức thư tình đầu tiên cũng không phải là ngày anh nắm tay tôi bước vào lễ đài cũng chẳng phải ngày khoác lên mình bộ váy cô dâu tinh khôi, mà là ngày sóng vỗ dì dào cùng câu nói. Anh yêu em. Nụ hôn nồng ấm và say đắm, đời này trao cho anh cả thể xác, cả trái tim là điều không bao giờ tôi hối hận. Ba từ tưởng chừng như đơn giản, nhưng tôi đã mất gần 7 năm chờ đợi. Và hy vọng. Kỳ thực là một chiếc bóng đuổi theo ánh dương xa xăm câu yêu thương tưởng chừng như đến hết kiếp này cũng không thốt lên được. Nhưng hôm nay em và anh cuối cùng cũng chung đường, chung chuyến xe hạnh phúc. Ánh mặt trời dần lên cao, những vệt nắng đầu tiên nhuốm trên bầu trời, phải chiếu lên mặt biển mênh mông. Trên mỏm đá có một tình yêu bắt đầu lớn lên và đâm chồi nảy lộc. Trái tim khô cằn thoi thóp đập, nay như được truyền thêm năng lượng và sự sống tình yêu vốn luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương kết thúc chuyến công tác cũng là lúc tình cảm giữa chúng tôi đi thêm một bước mới chỉ là tôi vẫn ngại thể hiện tình cảm khi có người lạ những lúc đến công ty hay đi làm tôi đều e rè vài cái hôn vụng trộm khi lên xin chữ ký xếp hay là đôi cái ôm lúc chở thang máy những chiếc môi lướt qua nhau dẫu vài khoảng khắc tựa như cặp đôi mới lớn e rẻ vì sợ bố mẹ bắt gặp. Nhưng mà có những ngày chưa kịp nắng đã tối, có những tình yêu chưa kịp nở đã vội tàn. Hôm ấy là buổi tiệc chia tay của anh Hải, tiệc độc thân. Nói là tiệc nhưng cũng chỉ vài người trong công ty tụ tập với nhau ngồi bàn chuyện phiếm. Anh gặng hỏi, em hạnh phúc chứ? Em có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không? Chỉ cần em nói anh sẽ lập tức chờ đợi em. Anh đừng nói linh tinh nữa, hãy làm người chồng thật tốt, em và anh vĩnh viễn không thể tiến xa hơn được. Hôm ấy, tôi nhớ mình không hề uống rượu, nhưng đầu óc vô cùng choáng váng, mắt mờ đi, không còn đứng vững nữa. Anh Phong nhắc tôi về sớm, tôi liền chào mọi người để ra về. Anh Hải ngỏ lời muốn đưa tôi về, tôi không giữ nổi thăng bằng, người cứ dựa vào anh Hải mà bước. Ý thức mơ hồ, tôi thấy người nhẹ bẫng sáng hôm sau tỉnh lại tôi thấy đầu mình đau như búa bổ không gian lạ lẫm khiến tôi thoáng giật mình đây không phải nhà tôi tối hôm qua tôi nhờ anh hải đèo về có lẽ đây là nhà anh hải nhìn quần áo vẫn y nguyên tôi thở phào vì không làm mấy chuyện mất kiểm soát trong lúc say em tỉnh rồi sao anh có nấu đồ ăn sáng cho em rồi em dậy ăn đi hôm qua sao anh không đưa em về anh phong sẽ rất lo cho em Hắn ta không yêu em, tại sao em không nhận ra? Bây giờ có khi còn đang ân ái cùng chị Nhi của em rồi. Em tập quen đi, từ giờ sẽ là nhà của em. Đại não tôi chuyển đến một suy nghĩ kinh khủng. Đây là anh Hải đang giam lỏng tôi sao? Tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng tình cảm của anh Hải vẫn như thế. Cố chấp và chiếm hữu. Tôi sợ hãi, tôi nhớ anh ra giết. Xa anh một đêm thôi, biết bao giờ anh Hải mới chịu thả tôi ra hóa ra sau khi xa anh điều duy nhất tôi nhận được là nỗi nhớ anh chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà giờ này anh có lo lắng cho tôi không nơi đây xa thành phố không biết là nơi nào điện thoại không có sóng máy cũng sắp hết pin đến nơi tôi không biết cách nào mà liên lạc với anh cả anh điên rồi hải ạ à, anh đừng như vậy nữa anh sắp lấy vợ rồi kia mà anh thả em về với anh phong nhất định em và anh sẽ là bạn như trước kia mà. Sợ hãi và hoang mang, tôi bất lực vì nghĩ mình sẽ bị giam lỏng mãi nơi đây. Anh điên cũng được, anh có em là được rồi. Nhưng người em yêu không phải là anh, là anh Phong cơ mà. Anh làm như vậy là bắt giữ người trái phép, sẽ bị đi tù đấy. Anh yêu em từ lâu rồi, em biết không? Từ hồi em học đại học, anh thích thầm em nhưng anh không dám nói, không có cơ hội. Nó lúc nào cũng ở cạnh em. Anh cũng có tiền, anh cũng đâu xấu xí đâu. Nhưng tại sao chưa một lần em đáp trả lại anh? Giờ anh và em sống chung, dần dần em sẽ quên thằng đó thôi. Rồi em sẽ yêu anh thôi. Tôi cảm giác như anh Hải bị mất kiểm soát. Thì ra đây chính là lòng người, nông sâu. Không phải ai bề ngoài thánh thiện cũng tốt cả. Ẩn sâu trong đó là một con quái vật vô hình, thoát ẩn, thoát hiện. Âm thanh líu lo của tiếng chim trên cành cây cao, có lẽ đây là vùng ngoại ô Hà Nội. Tay chân tôi không bị trói, nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Ô cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho một mảng ánh sáng nhỏ chiếu vào phòng. Trước đây tôi chưa từng biết tới gia cảnh nhà anh Hải. Ngôi nhà này mặc dù cổ kính nhưng rất sạch sẽ. Có lẽ anh Hải cũng là con của một gia đình giàu có. Chẳng lẽ vì tôi mà anh đi làm thuê suốt ngần ấy năm? tiếng cửa kéo kẹt vang lên anh hải mang thêm đồ ăn và sữa nhưng lúc này ngửi mùi sữa trong lòng tôi cuộn lên một cơn sóng dữ dội khiến tôi vội vã bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh em sao vậy em không khỏe ở đâu sao để anh gọi bác sĩ bác sĩ tư nhân nhanh chóng tới tôi định nhân cơ hội này nhờ anh ấy chuyển lời tới anh phong nhưng anh hải không chịu rời đi khiến cơ hội trốn thoát của tôi vụt đi trong gang tấc Cô trễ kinh bao lâu rồi? Kinh nguyệt của tôi không đều, cho nên tôi cũng không biết nữa. Tôi bị bệnh gì sao? Gần đây tôi rất hay buồn ngủ và hay chóng mặt. Cô có thai rồi, hơn 4 tuần. Thời gian đầu nên đi đứng cẩn thận, tốt nhất là anh nên đưa vợ ra viện khám sẽ chắc chắn hơn. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm. Có thai, là của tôi và Phong hôm ấy. Giờ này anh có đang tìm tôi không? tôi muốn gọi cho anh, thông báo cho anh biết mình đã lên trước rồi. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi rất sợ anh sẽ quên tôi, xếp đoạn yêu thương này vào vùng trời ký ức. Tôi đã chờ anh hơn 7 năm, nhưng lần rời xa này biết khi nào mới gặp lại anh đây. Một năm hay một đời? Hay rồi, em có thai, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Đợi khi em sinh con xong, nhất định anh sẽ cảm hóa em. Em sẽ sinh thêm cho anh vài đứa. Anh không ngại đâu, chỉ cần là con em sinh ra anh đều thương anh hải đây không phải là yêu yêu là mong người kia luôn hạnh phúc cơ mà anh làm như vậy em sẽ hận anh suốt đời anh mau thả em ra đi hãy về kết hôn đi em xin anh em biết không từ nhỏ bố anh luôn bắt anh làm những điều anh không muốn anh không muốn học trường a nhưng ông ấy không quan tâm cũng nhờ đó anh gặp được em điều duy nhất trong đời anh dám chống lại ông ấy đó là hủy bỏ hôn ước vì em anh làm được tất cả mình làm lại từ đầu được không anh vuốt mái tóc dài có lẽ đến giây phút này mọi thứ không thể thay đổi được gì có lẽ anh hải có vết thương lòng nên có bóng ma tâm lý anh khao khát được yêu và được thương nếu như trái tim này được chia làm hai mảnh tôi muốn một nửa san sẻ yêu thương cho anh hải còn một nửa sẽ sống cho riêng mình tôi nghĩ trong tình yêu luôn luôn có những thử thách người cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời nhất định sẽ đợi được ngày mà ta trở về bởi vì nếu yêu nhau và thực sự dành cho nhau thì vượt ngàn núi sông qua vài đoạn đường gai góc đi hết một vòng trái đất nhất định sẽ vẫn trở về bên nhau chẳng phải trăm hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ những người ta từng gặp không người nào ngẫu nhiên mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Gặp nhau là duyên, nhưng ở được bên nhau hay không lại là nợ. Kiếp trước, tình duyên đứt đoạn. Tâm mong muốn gặp lại nhau đi hết khúc duyên vụn vỡ ấy. Can tâm tình nguyện được hưởng nốt đoạn hạnh phúc còn lại. Hàng ngày anh vẫn quan tâm, vẫn yêu thương tôi, mua những món đồ mà tôi thích. Duy chỉ có một điều, anh không cho tôi tự do. Tôi như một đóa hồng có sắc nhưng không có hương ngày ngày hít thở nhưng chẳng nở một nụ cười ngày tôi sinh con anh gọi bác sĩ tư nhân đến thăm khám tôi đã cố gắng tìm rất nhiều cơ hội để chạy trốn nhưng anh hải thông minh hơn tôi tưởng lúc nào anh ấy cũng cho người giám sát từng khoảnh khắc của tôi tôi nghĩ anh nên đưa vợ anh đến bệnh viện có dấu hiệu sinh non rất khó để tự sinh ở nhà có thể dẫn tới mất mạng khuôn mặt bầu bĩnh của anh dần mất đi thay vào đó là sự hốc hác thiếu sức sống. Những sợi dâu không được cắt tỉa gọn gàng. Tôi biết anh rất lo lắng cho tôi. Nhưng anh cũng nên chấp nhận sự thật rằng duyên đã hết, tỉnh đã cạn. Kiếp này tôi và anh không ai nợ ai nữa. Nếu hôm nay tôi chết đi, điều hối hận duy nhất là chưa gặp lại chàng thiếu niên của tôi. Muốn nói rằng tôi yêu anh nhiều hơn tất thảy những vì sao trên giải ngân hà cộng lại. Nhưng làm gì có ai đếm được có bao nhiêu tinh tú trên bầu trời nhỉ tôi cũng không biết mình yêu anh đến nhường nào nữa vào bệnh viện nhân lúc anh đi đóng viện phí tôi xin cô y tá một cuộc điện thoại những con số mà cả đời này tôi không bao giờ quên thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được vui lòng để lại lời nhắn thoại sau tiếng bíp hãy chăm con thật tốt anh nhé em yêu anh yêu hơn cả bản thân mình sau này không còn em hãy hướng đến chuyến tàu theo hướng đi của hạnh phúc anh nhé em xin lỗi ý thức mơ màng tôi thấy lòng mình nhẹ lắm một không gian đen đặc bao phủ lấy thân thể và tâm trí sản phụ có dấu hiệu ngừng đập kích tim sau này chi lớn nhất định phải lấy người giỏi như anh phong nhé em không lấy ai cả anh phong của chi là giỏi nhất đẹp trai nhất quả đất từng ký ức vụn vỡ hiện về hẹn anh ở một kiếp khác khi mà em vẫn là em mình lại yêu nhau từ đầu em tỉnh rồi sao sao em bỏ đi gần một năm như thế anh đã rất sợ sẽ không gặp được em nữa còn giấu anh chuyện có thai nữa giấc mơ sao mà chân thực thế anh cũng chết rồi sao phong anh chết rồi ai sẽ chăm sóc bố mẹ và con của chúng ta anh chưa chết em cũng chưa chết. Là Hải đã gọi điện cho anh. Chuyện bắt cóc là do Nhi và Hải lên kế hoạch. Anh ấy rất hối hận vì sự chiếm hữu vô căn cứ như lúc này. Lúc em nhập viện, anh ta gọi cho anh không được nên đã tìm đến tận đây. Suốt gần một năm vừa qua, anh tìm rất nhiều nơi, nhưng không ngờ em chỉ cách anh một huyện. Anh xin lỗi vì đã để lạc mất em. Em hôn mê 6 tiếng rồi, hãy để lại bức thư và rời đi rồi. Để anh đi lấy cháo cho em. Anh của tôi, chàng thiếu niên của tôi đã trở lại dáng vẻ ấm áp và dịu dàng. Có lẽ ai cũng mong muốn đấu tranh, giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nếu như không đúng cách, sẽ nhận lại chỉ là đau thương. Phong, cảm ơn anh vì đã đến. Là tiên nắng ấm giúp những yêu thương như đóa hoa nở rộ, giúp xua tan đi sự bất hạnh trong em. Đời này được gặp, được yêu anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hiền vừa gửi đến cho quý vị và các bạn truyện ngắn Đợi đò của tác giả Đặng Tú. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cứ hay đi tìm kiếm những thứ xa xôi. Hãy nhìn gần ngay trước mắt để nhận ra có ai đó đang ở bên cạnh ta, yêu ta quan tâm ta mỗi ngày và sẻ chia với ta cả cuộc đời cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng nguyễn hiền đi hết câu chuyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào khung giờ phát sóng lần sau trên kênh nghe đọc truyện bụi phố